Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Mặc dù giá căn hộ nhà đất đã không còn nóng như mấy tháng trước, nhưng vẫn được nhiều người quan tâm. Chính vì vậy, khi không bán được giá như kỳ vọng, hoặc nghĩ rằng giá rao bị hớ, nhiều chủ căn hộ nhà đất đã giữ hàng, chờ bán giá cao hơn. Chị Vũ Thị An, 36 tuổi, quê ở Thanh Hóa, rao bán căn chung cư 65m2 tại chung cư Hateco với giá 2,8 tỷ đồng cách đây hơn một tháng, nhưng đến giờ vẫn chưa bán được. Theo chị An, mặc dù có rất nhiều người gọi hỏi, nhưng mức giá họ đưa ra không được như kỳ vọng. Thậm chí nhiều khách còn trả giảm xuống còn 2,4 tỷ đồng. Mức giá họ đưa ra quá thấp nên tôi quyết định dừng rao bán để chờ thêm thời gian giá tăng trở lại, chị An nói. Trường hợp khác, vào đầu tháng 5 năm 2024, anh Trần Trung Quân ở quận Hà Đông rao bán lô đất hơn 90m2 tại khu đô thị Thanh Hà với giá 7,7 tỷ đồng. Trong thông tin rao bán, anh Quân để mức này còn thương lượng. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn, khá nhiều khách hàng quan tâm lô này do vị trí đẹp, mặt tiền đường lớn, môi giới và cả khách mua trực tiếp liên hệ với tôi để trả giá. Nhưng mức giá đưa ra chỉ 7,2 tỷ đồng. Anh Quân nói và cho biết tạm thời không bán nữa. Thực tế, nhà đầu tư này không cần gấp tài chính. Do nhiều người quan tâm nên chủ đất nghĩ rằng thị trường đã hồi phục, từ đó đổi ý không muốn bán nữa. Theo các môi giới, gần đây khi nghe thông tin thị trường có tín hiệu về sức cầu, thì một số chủ đất, chủ nhà đã dừng bán để chờ tăng giá thêm. Chính hiệu ứng giao dịch này cũng gây phản ứng ngược khi một số chủ đất không muốn bán rẻ vì cho rằng giá có thể tăng tiếp. Thay vì bán giảm giá so với giá thị trường thì nhiều chủ nhà, chủ đất tiếp tục chờ. Hiện nay do thị trường đang có tín hiệu tốt lên, thậm chí tín hiệu nhanh hơn dự đoán trước đó, nên nhiều chủ nhà, nhà đầu tư mang kỳ vọng rằng đất nền sẽ có sự bứt phá về giá từ giữa năm 2024 trở đi. Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2024, thị trường chung cư đang tăng giá mạnh, dù gần đây giá bắt đầu chững lại nhưng vẫn ở mức cao. Trong khi đó, thị trường đất nền xuất hiện các nhóm đầu tư cá mập đi săn đất nền số lượng lớn. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chu kỳ tăng giá đất nền đến sớm hơn. Tuy vậy, theo vị chuyên gia này, sự phục hồi chung toàn thị trường còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó liên quan đến thu nhập, dòng tài chính của người dân và cả niềm tin vào thị trường. Vì thế, nhà đầu tư nên cân nhắc sử dụng đòn bẩy tài chính với tỷ lệ cao để vào thị trường ở giai đoạn này. Dẫu thị trường đất nền hiện có dấu hiệu tăng băng, nhưng một số chuyên gia trong ngành bày tỏ lo ngại dấu hiệu đất nóng lên chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Kinh tế vĩ mô vẫn phải đối diện với nhiều thách thức, lãi suất huy động đang rục rịch tăng lại. Các chính sách giải pháp tháo gỡ từ phía nhà nước cũng cần thêm thời gian để triển khai và phát huy hiệu lực. Do đó, sự sôi động của thị trường hiện tại không có nhiều cơ sở để duy trì lâu dài. Chưa kể, theo các chuyên gia, đà nóng lên của nhà đất hiện tại chỉ mang tính chất tự phát. Trong giai đoạn bất định, người mua không nên dùng đòn bẩy quá lớn. Nhà đầu tư nên lựa chọn những phân khúc có thể tạo ra dòng tiền. Theo Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng, số liệu quý 1 năm 2024 từ 56 trên 63 địa phương cho thấy, tồn kho tại các dự án trong quý 1 năm 2024 đạt khoảng 23.000 sản phẩm, bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền. Về sản phẩm nào bị tồn kho nhiều nhất, nguyên nhân vì sao, quý khán giả hãy theo dõi video sau đây để tìm câu trả lời nhé. Theo báo cáo, trong quý 1 năm 2024, tồn kho chung cư chỉ chiếm 3.706 căn. Hàng tồn kho nhà đất quý 1 năm 2024 đã tăng 43% so với quý 4 năm 2023. Trong đó, hàng tồn kho nhà ở riêng lẻ hơn 8.400 căn nhà, đất nền hơn 10.800 nền. Điều này cho thấy tồn kho chủ yếu tập trung ở phân khúc nhà liền thổ, chung cư là phân khúc có lượng tồn kho thấp nhất trong quý 1. Theo các công ty bất động sản, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tồn kho tăng trong quý 1 là do giá nhà đất còn quá cao, thậm chí nhà đất trong những tháng đầu năm đều neo giá. Bên cạnh đó, với phân khúc nhà ở riêng lẻ, giá cao hơn các phân khúc đất nền hay căn hộ chung cư nên lượng giao dịch ít, hàng tồn kho cao. Đối với đất nền, dù một số khu vực giá đất nền giảm giá, nhưng đó là những khu vực vùng sâu, vùng xa nên rất ít người mua. Ngược lại, dù giá căn hộ chung cư có tăng, nhưng người mua có nhu cầu ở thực, nguồn cung lại ít nên tồn kho giảm. Ngoài ra, các vướng mắc về thủ tục pháp lý cũng là một nguyên nhân khiến thị trường nhà đất tiếp tục tiềm ẩn nhiều khó khăn. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho hay, bất động sản hoàn thiện tồn kho mới đáng lo ngại, cần ưu tiên giải quyết trước. Theo đó, hàng tồn kho thành phẩm là sản phẩm hoàn thiện như căn hộ, nhà ở đưa ra thị trường nhưng không được giao dịch, là mất tính thanh khoản của doanh nghiệp, trở thành cục nợ. Theo ông Thịnh, hàng tồn kho chủ yếu là nhà đất với mức giá quá cao, không phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân. Như các dự án bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, các sản phẩm nhà phố, shop house, giá cao, thanh khoản kém. Bên cạnh đó, với những sản phẩm nhà đất, các dự án chậm triển khai do vướng mắc về thể chế, quy định pháp luật,
cần phải có văn bản hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, từ đó đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện những dự án đang bị tạm dừng, nhằm giảm số lượng hàng hóa tồn kho của các dự án bất động sản. Các chuyên gia cho rằng để giải quyết vấn đề hàng tồn kho nhà đất, các doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động đa dạng hóa nguồn vốn như phát hành trái phiếu, cổ phiếu, quỹ đầu tư, thuê tài chính. Ngoài ra, việc tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài cũng có thể mở ra cơ hội mới cho thị trường bất động sản. Doanh nghiệp cần tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài để thu hút vốn đầu tư và kỹ thuật mới. Cuối cùng, việc tập trung vào việc phát triển các dự án nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ cũng sẽ giúp giảm tồn kho và đáp ứng nhu cầu ở của người dân. Doanh nghiệp cần tìm kiếm các cơ hội để phát triển dự án nhà ở giá rẻ và nhà ở xã hội, đặc biệt là trong các khu vực có nhu cầu nhà ở cao. Bạn thấy sao về những thông tin này? Hãy để ý kiến ở dưới video nhé! Kết thúc năm 2023, thị trường bất động sản cả nước nói chung và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đều chung tình trạng trầm lắng, ảm đạm. Tuy vậy, các chuyên gia dự báo, từ giữa năm 2024, thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu ấm dần lên nhờ có trợ lực từ các dự án đầu tư công, chính sách tín dụng. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Theo báo cáo thị trường của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, quý 1 năm 2023, thị trường tăng trưởng âm 16,2%. Thế nhưng sau 9 tháng từ đầu năm, thì mức độ khó khăn của thị trường bất động sản đã giảm 42,3% so với quý 1. Về nguồn cung, thành phố Hồ Chí Minh có 13 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện để huy động vốn với 15.020 căn, tăng 1,37 lần so với cùng kỳ năm 2022. Nhưng doanh thu huy động giảm 4,7%. Trong số này, phân khúc cao cấp chiếm hơn 66%, còn lại hơn 33% là phân khúc trung cấp, không có nhà ở bình dân và nhà ở xã hội. Đến cuối tháng 9 năm 2023, hàng tồn kho bất động sản rất lớn, có tổng giá trị lên đến 301.600 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, vấn đề cơ bản nhất vẫn là vướng mắc pháp lý, bởi quy định pháp luật chưa đồng bộ, chưa thống nhất. Nếu giải quyết được pháp lý thì nguồn cung nhà ở đưa ra thị trường sẽ tăng lên, giá sẽ giảm xuống, tạo điều kiện cho nhiều người có thể tiếp cận được nhà ở, ông Lê Hoàng Châu nói. Chuyên gia kinh tế Cứng Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho rằng, khó khăn của thị trường bất động sản hiện nay là khó khăn chung của thế giới. Thời gian qua không phải là khủng hoảng mà thị trường có những điều chỉnh cần thiết. Theo ông Lực, hiện những khó khăn lớn với doanh nghiệp bất động sản là sức cầu của thị trường, đầu ra cho sản phẩm, nguồn nhân lực. Ông Lực khuyến nghị các doanh nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu về hoạt động, sản phẩm, dự án, đồng thời định vị lại hướng đi để thích ứng với thị trường sau giai đoạn khó khăn. Đối với khó khăn về dòng tiền, ông Lực nhận định giải quyết vấn đề vốn cũng chưa phải là yếu tố thúc đẩy ngay thị trường khởi sắc trở lại. Tiếp cận vốn chỉ là một trong 6 yếu tố tác động đến khả năng phục hồi của thị trường bất động sản. Các yếu tố khác là liên quan đến cung cầu, rồi giá của thị trường cũng đã và đang được điều chỉnh theo hướng hợp lý hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!